các bác lại vàng bố nhạ này. Mà lần thứ tư rồi thì phải vào đây mà vẫn thấy mới lạ, vẫn thấy cây đẹp, càng ngày càng thấy cây đẹp. Ví dụ cái cây này là cây cũ này, cây này là cây cũ này, nhưng mà cái cây này mà đợt là lá nó cũng đẹp lắm này. Cây này lá như nhựa này, đẹp. Đấy, trực đẹp quá, nhưng mà cao quá. Giá mua là 5 triệu và thế giá bán thì bao nhiêu nhỉ? 5 triệu. Lấy mày thì cái này phải lấy mày 5 triệu rưỡi. 5 triệu rưỡi. Rồi lấy mày 200. Thế còn khách ngoài thì bao nhiêu? Khách ngoài là khách ngoài mười mấy triệu. Mười mấy triệu. Không có. Quê đúng không? Đồ nhà quê đúng không? Nó được thân được tay được cỏ cao. Ừ. Cỏ vô được chuẩn. Ừ, lại đẹp. Cái này hiếm lá be lắm. Thì lại đẹp. Nó có 50 phân nhưng mà bỏ cái chậu này đi, bỏ cái chậu này đi. Không dùng cái chậu sâu này nữa, bỏ chậu này đi. Đấy, hữu nghị là người nhà là 5,5 triệu, còn người ngoài thì mười mấy triệu. Đấy, vuông luôn. Được cái mình thuộc diện người nhà rồi. Đẹp đó, đẹp. Đây. Chốt tay được đấy. Hiếm này, hiếm lắm, hiếm lắm. Và cái trực quyền à? Trực thì khó. Kỹ rồi, đây ngon rồi. Xanh vẫn mê đắm lòng người lắm. Này sau mà chơi phải thay vào cái chậu này. Thay cái chậu thấp thôi, chậu bệt thôi. Chậu này hơi cao. Làm cái tiểu cảnh. Làm cái tiểu cảnh. Đấy. Để cái điện thoại ở đây so sánh. Mặt nào cũng đẹp. Mặt nào cũng chơi được. Mặt nào cũng chơi được. Để lên đôn hơi cao này. Đấy. Và cháu quý lắm rồi, mình ông ta bảo mẹ và các cháu, nhưng mà chơi thì cũng rồi. Để vào xem một con xanh nữa, này chỉ thích xanh này. Dạo này lại thích xanh bây giờ. Đấy, siêu mini này. Chưa hỏi mua đã bảo đắt lắm thì chết. Đây là cái này nó giả 5 triệu mà đây này. Cái gì? Quay lại cái xem. Tí nữa quay lại. Mấy thằng ở trên An Phượng ở đây đây. Cái này mà để cháu là vừa bảo 3 triệu à? Thì vốn à? Vốn thì kinh đấy. Siêu mini. Mini. Cái này làm lâu thì được 15 phân. Cái này thì nó ác đấy. Làm tay cành răm Cần Thơ là ngon. Mệt. Được. Đuổi cái này tay đuổi cái bên này ra nữa. Đuổi theo bán chậu này nữa. Bên này thì đủ rồi. Đang để cân này nó không cũng đẹp nhưng mà không có điểm nhấn. Không điểm nhấn. Xung quanh chó lại tập được cái của mẹ, con chó đẻ. Đấy. Rồi, không nhắm vào đấy, quay xa. Xì. Xì này còn trắng lắm. To. Rồi các bác nhá. Mà giấy
mấy cái này thì cũ rồi. Ôi. Đấy, tí nữa có một tác phẩm ở chú ấy vừa mới mua về, để xem với tác phẩm xanh mini nữa, rất đẹp. Con này đáng mua rồi, nó hơi xa thì con này tôi cũng thích từ lâu rồi, luôn luôn rồi. Cốt lão dưới tí tí để chỗ nào nó thoáng thoáng để quay đấy 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 chơi đấy mà sụp đổ đấy đặt mà quay đặt mà sụp đổ trước cái đã đấy cả cây cả tượng là bao nhiêu vừa bảo bao nhiêu mua 2.7 giờ là giá bán là 3 triệu lại 135 kia chứ cái này mua lâu rồi này còn đấy cháu muốn mua mấy cái tượng này lắm một vài cái tượng một chiếc cây trực cho bông ngọn cà tím nữa ngon này. Hơn 20 phần tí. Ừ, 20 phần tí. Mày trái ấy. Hay mà ra thôi thì biết nó thành cháy nhau. Đẹp không cái này, cái thế này nó sợ nó cháy đâu cuốn tải. Cái này mới à? Đúng. Mới. Này khó nhìn quá, không nhìn thấy. Có kệ nó mình cởi, cởi này cuốn lâu. Đẹp lắm, làm đèn. Có tiền thì cởi áo em ra. Đấy. Không. Nhìn thế này thôi, mờ ảo này thôi. Cái này là bao nhiêu tiền? Cái 7 triệu. Mấy hôm nữa vào để lột áo. Đấy. Chịu. Cuối đấy, nhìn ông kia tập cái sợ. Đây. Nào có thể để cái này nhá. Ừ, rồi. Lại có tiền với cái đấy. Cắt sợ lắm mà chảy lá lại còn để tốt. Cứ thả đi. Cứ thả hết cỡ đi. Không cắt như vậy. Gầy vào. Thích nhiều cây quá này chết. Rồi. Cây này hôm trước quay rồi, giờ quay không nhìn được. Mấy hôm nữa để thiết kế riêng buổi. Tí nữa quay ra đằng đấy. Hết bên này cả. Đấy. Nôm na là hơn 3 triệu. Rồi, mấy cái này thì hôm trước quay rồi. Mấy cái này hôm trước quay rồi. Con này là bao nhiêu đúng? Con này 3 triệu. Đấy, trường sơn đấy. Tên này thì chắc không biết cắn, chưa biết cắn. À, chết rồi. Cả cái cục này là bao nhiêu đúng? Đâu, đấy, cả... báo rồi đấy, 3 triệu. Chả nhớ gì cả. Đấy, thích cái tiểu cảnh đứng trên cao làng quê này. Cây này tính múc cây này mang về đây thì chuột lại cắn nó bao nhiêu rồi mẹ cắn hết cả thế quả. Nó thiệt quả thế nó phải ăn gì này. Ui dồi này, ui dồi ôi, nó cắn hết. May nó không cắn cành gì chứ chuột mà may nó không cắn cành nói nó phải ăn gì. Cắn cành sợ lắm. À, cơm gạo không có à, tôi ăn. Phá hết. Tao chưa vặn nữa. Chưa vặn đâu. Nào là có con đá. Kiếm được con đá hay quá. Hôm nay tay anh trộm nhỏ. Vâng. Vặn xong tay này đã.
chuyển sang rồi cứ thải đó. Cũng có đi xa mới chứ. Thế đi xa là 3 tiền luôn. 2 triệu rưỡi. Cách không bảo rồi bảo 2 triệu rưỡi. Xuống đây. Come on. Lâu lâu vào lại thấy mới. Tránh, tránh cái con mực kia ra. Trong cái chỗ đĩa. Ra thấm thủy đẹp đấy. Mấy cái chân nó sắp bèo đấy. Đây 3 tiền nhỉ? 5 triệu rưỡi. Sau về để xem lại video thôi chứ. Mỗi lần vào lại hỏi thì... Mỗi lần vào lại phải hỏi. Họ báo thì báo rồi. Đấy rồi, cái này mày nhanh thế nhỉ? Cái cục này nhanh thế. Mấy cái mầm nhanh thế. Không ba cái thân ba cái tùng. Không mày thành đôi tùng. Đấy là ý tưởng hay đấy. Cái đây là 3 tiền chứ nhỉ? Đâu ạ? Đấy cái 2 triệu rưỡi. Cái cục này là sắp chết. Người làm cái hai một cái chân này nó lùn lùn thôi. Lùn. Đôi tùng 3 cây mà. Làm cái bông nó dày dày lùn. Thiên nhiên. Thiên nhiên. Đấy. Còn đấy. Cái này mà không để ý là không biết đâu, không ngon lắm. Đúng rồi, đây một quả. Quả một khối, khối bệ luôn. Đi đi, đi trong đó thôi. Không để đâu nhỉ. Bán đi, bán tuần đi vào thoải mái. Vâng. Cái này quay rồi, bây giờ lại phải nhìn lại. Lại thấy thích. À, dưới có đá ong. Đấy, có đá lâu nó già rồi. Con đấy mấy cái tay này làm mấy cái tay trực như đồi tùng thời. Hoặc là cái tán thiên nhiên ba cái tà cây đây cũng được. Ba cái một cái cây đồi đồi là này là cao nhất, đồi này là đồi này thấp nhất, đồi này vừa phải. Nhấp nhô nhấp nhô. Có lá rồi. Tương lai là nước nhối đấy. Ngày xưa sẽ đục một cái thân chính đây. Lừa cái vào thấy đẹp. Đây con này mới đâu chứ nhỉ? Con mới mà. Này bao nhiêu tiền của chú? Mua 5 triệu đấy. Cũng 5 triệu luôn. 5 triệu đấy. Đấy, nghệ thuật đấy. Cái ra chợ có đèn mặt sạc. Chung là xanh này toàn xanh đẹp. Xem đẹp. Bệ. Bệ thuật chưa? Bằng chân khuyết. Đấy. Rời rời rất nghệ thuật. Là dáng này là dáng một tiến sĩ luật đặt cho cái đấy là cái này là dáng thế lạc địa huyền chi. Ừ. Cái đấy. Cái này. Nếu đời thường nói là văn chắc khuyết. Văn hòa quá. Các văn sĩ là tên. Văn chắc khuyết. Đẹp quá, nói chung là nhìn cái này là làm nào đi cướp được tiền bây giờ. Mua hết chỗ này. Đẹp. Còn cái con nhỏ nhỏ cái thì bao nhiêu chứ? Đâu? Đấy. Còn 2 triệu. Mày đấy nha. Cụ này. Mày đấy, nói thế đấy. Thôi có khi quay thế rồi quay nhiều thèm. Quay thế. Nghe nè. Vâng. Cháu luôn. Vâng. Không bán đâu. Cháu mà có tiền là cháu không màng cả. Rồi, tạm biệt với cái tác phẩm. Phần khác và quay nó lại khác. Đẹp hơn, mỗi lần vào đẹp hơn. Đó, xô được cái này.